Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái mẫu váy cho bé bằng len với cái hoa văn giống như thế này. Ở đây các bạn chuẩn bị cho mình hai cái cuộn cô tông nhật giống như thế này để chúng ta móc cặp đôi hai sợi chỉ lại. Và cái kim móc mà mình sẽ móc là kim móc số 3. Để bắt đầu, các bạn móc cho mình một dây móc xích dài 86 mũi móc xích. Chúng ta móc mũi móc xích thứ nhất, mũi thứ hai, thứ ba, mũi thứ tư, thứ năm. Các bạn sẽ móc lần lượt cho mình đến mũi móc xích sau cùng, mũi móc xích thứ 86. Sau khi đã có được cái dây móc xích dài 86 mũi móc xích, để bắt đầu hàng móc thứ nhất, các bạn bỏ 3 chân bính đầu tiên đi. 3 chân bính đầu tiên chúng ta sẽ tính là một mũi móc kép. Tiếp tục, các bạn đâm kim vào chân móc thứ 4, móc mũi móc kép đầu tiên. Ở đây chúng ta sẽ móc 9 mũi móc kép với 3 bính nữa. Đầu tiên là các bạn có 10 mũi móc kép. Các bạn móc tiếp mũi móc kép thứ 3. Kế đến là mũi móc kép thứ 4. Mũi móc kép thứ 5. Tiếp tục là mũi móc kép thứ 6. Mũi móc kép thứ 7. Mũi móc kép thứ 8. Và sau cùng là mũi móc kép thứ 9. Sau khi đã móc xong 9 mũi móc kép, chúng ta đã có được cái ô đầu tiên với tất cả là 10 mũi móc kép. Vì 3 bính đầu tiên chúng ta đã tính như là một mũi móc kép. Tiếp tục, các bạn sẽ móc tiếp vào cái chân móc kế bên. Ở chân móc kế bên, chúng ta sẽ móc trước tiên là 2 mũi kép cùng chân. Mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Tiếp tục, chúng ta móc lên 2 mũi bính. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai. Sau đó là 2 mũi kép cùng chân còn lại. Mũi móc kép thứ nhất. Tiếp tục là mũi móc kép thứ hai. Tiếp tục ở cái ô móc kế bên, ô móc thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình tất cả là 20 mũi móc kép vào 20 chân móc. Chúng ta móc mũi móc kép thứ nhất, mũi móc kép thứ hai, mũi móc kép thứ ba, mũi móc kép thứ tư, mũi móc kép thứ năm. Mũi móc kép thứ 6. Mũi móc kép thứ 7. Mũi móc kép thứ 8. Kế đến là mũi móc kép thứ 9. Mũi móc kép thứ 10.
mũi móc kép thứ 11. Tiếp tục là mũi móc kép thứ 12. Mũi móc kép thứ 13. Mũi móc kép thứ 14. Các bạn móc tiếp mũi móc kép thứ 15. Mũi móc kép thứ 16. Tiếp tục là mũi móc kép thứ 17. Mũi móc kép thứ 18. Kế đến là mũi móc kép thứ 19. Và sau cùng là mũi móc kép thứ 20. Như thế là chúng ta đã vừa có được cái ô móc thứ 2 với tất cả là 20 mũi móc kép vào 20 chân móc giống như thế này. Tương tự ở ô móc thứ 3 và ô móc thứ 4, các bạn cũng sẽ móc giống như ô móc thứ 2 cho mình. Tức là chúng ta sẽ móc trước tiên là 2 kép, 2 bính, 2 kép cùng chân. Sau đó là 20 mũi móc kép vào 20 chân móc. Các bạn sẽ móc tiếp cho mình ô móc thứ 3. Trước tiên là 2 mũi móc kép cùng chân. Mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ 2. Tiếp tục là 2 mũi bính. Sau đó là 2 mũi móc kép còn lại. Mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ 2. Và tiếp tục, các bạn cũng sẽ móc 20 mũi móc kép vào 20 chân móc. Mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Mũi móc kép thứ ba. Chúng ta móc tiếp mũi móc kép thứ tư. Mũi móc kép thứ năm. Mũi móc kép thứ sáu. Mũi móc kép thứ bảy. Mũi móc kép thứ tám. Các bạn móc tiếp cho mình mũi móc kép thứ chín. Mũi móc kép thứ 10. Mũi thứ 11. Mũi móc kép thứ 12. Mũi móc kép thứ 13. Mũi móc kép thứ 14. Mũi móc kép thứ 15. Mũi thứ 16. Mũi móc kép thứ 17. Mũi thứ 18.
Mũi móc kép thứ 19. Sau cùng là mũi móc kép thứ 20. Như thế là chúng ta đã vừa có được cái ô móc thứ 3 với 20 mũi móc kép giống như ô móc thứ 2. Các bạn sẽ móc tiếp ô móc thứ 4 cũng giống như hai ô móc vừa móc. Trước tiên là hai mũi móc kép cùng một chân. Mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ 2. Sau đó là hai bính. Tiếp tục là hai mũi móc kép còn lại. Mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Và ở cái ô móc thứ tư, chúng ta cũng sẽ móc tiếp 20 mũi móc kép vào 20 chân móc. Mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Mũi móc kép thứ ba. Tiếp tục là mũi móc kép thứ tư. Mũi móc kép thứ năm. Kế đến là mũi móc kép thứ sáu. Mũi móc kép thứ bảy. Mũi móc kép thứ tám. Mũi móc kép thứ chín. Mũi móc kép thứ 10. Mũi móc kép thứ 11. Mũi móc kép thứ 12. Kế đến là mũi móc kép thứ 13. Mũi thứ 14. Mũi móc kép thứ 15. Mũi móc kép thứ 16. Mũi thứ 17. Mũi móc kép thứ 18. Mũi thứ 19. Sau cùng là mũi móc kép thứ 20. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong cái ô móc thứ 4 với 20 mũi móc kép. Các bạn móc tiếp ô móc sau cùng, ô móc thứ 5. Trước tiên chúng ta cũng móc hai mũi móc kép cùng một chân. Mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Tiếp tục là hai bính. Sau đó là hai mũi móc kép còn lại. Mũi thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Và ở cái ô móc sau cùng này, các bạn chỉ móc cho mình 10 mũi móc kép và 10 chân móc. Mũi móc kép thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi móc kép thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi móc kép thứ năm. Mũi thứ sáu.
mỗi thứ bảy. Mũi móc kép thứ 8. Mũi móc kép thứ 9. Và sau cùng là mũi móc kép thứ 10. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong cái hàng móc thứ nhất. Ở đây các bạn có thể hình dung cho chúng mình, đó là cái váy của chúng ta nó sẽ có cái cổ hình vuông và ở mỗi một cạnh là 20 mũi móc ghép vào 20 chân móc. Ở cạnh thứ 2, thứ 3, thứ 4 thì chúng ta sẽ móc là 20 mũi móc ghép. Còn ở hai cái cạnh đầu tiên và cạnh cuối cùng, tức là chúng ta sẽ móc mỗi một ô là 10 mũi móc kép, để cộng lại là 20 mũi móc kép như ba cái cạnh vừa móc. Tiếp tục các bạn sẽ móc tiếp cho mình hàng móc thứ hai. Ở hàng móc thứ hai chúng ta sẽ bắt đầu thêm mũi. Để bắt đầu hàng móc thứ hai, trước tiên các bạn cũng móc lên 3 bính. Và ở đây chúng ta cũng tính 3 bính là một mũi móc kép. Sau đó các bạn quay cái dây móc lại. Ở cái ô đầu tiên chúng ta sẽ móc tiếp cho mình 11 mũi móc kép. Mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Mũi móc kép thứ ba. Mũi móc kép thứ tư. Tiếp tục là mũi móc kép thứ 5. Mũi thứ 6. Mũi móc kép thứ 7. Mũi thứ 8. Mũi móc kép thứ 9. Kế đến là mũi thứ 10. Sau cùng là mũi móc kép thứ 11. Vì 3 bính đầu chúng ta tính là 1 mũi móc kép, nên khi móc xong 11 mũi móc kép nữa thì chúng ta đã có cái ô đầu tiên có tất cả là 12 mũi móc kép giống như thế này. Các bạn sẽ móc tiếp cái ô móc thứ hai cho mình. Trước tiên chúng ta cũng móc vào đây 2 mũi móc kép. Mũi thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Kế đến là 2 bính. Sau đó là 2 mũi móc kép còn lại. Mũi móc kép thứ nhất, mũi móc kép thứ hai. Ở cái ô móc kế bên, ô móc thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình tất cả là 24 mũi móc kép vào 24 chân móc. Chúng ta móc mũi đầu tiên. Tiếp tục mũi móc kép thứ hai. Mũi móc kép thứ 3. Mũi móc kép thứ 4. Mũi thứ 5. Mũi móc kép thứ 6. Mũi móc kép thứ 7. Mũi móc kép thứ 8. Mũi móc kép thứ 9. Mũi móc kép thứ 10.
mũi móc kép thứ 11. Kế đến là mũi móc kép thứ 12. Mũi móc kép thứ 13. Mũi thứ 14. Mũi móc kép thứ 15. Mũi móc kép thứ 16. Mũi móc kép thứ 17. Mũi móc kép thứ 18. Tiếp tục là mũi móc kép thứ 19. Mũi thứ 20. Mũi móc kép thứ 21. Mũi thứ 22. Mũi móc kép thứ 23. Sau cùng là mũi móc kép thứ 24. Như thế là chúng ta đã vừa có được cái ô móc thứ 2 của hàng thứ 2 với tất cả là 24 mũi móc kép và 24 chân móc. Các bạn móc tiếp ô móc thứ 3 và thứ 4 cũng giống như ô móc thứ 2 cho mình. Trước tiên chúng ta móc 2 mũi móc kép vào đây. Mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ 2. Tiếp tục là 2 bính. Kế đến là 2 mũi móc kép còn lại. Mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ 2. Và ở cái ô móc thứ 3, chúng ta cũng móc tất cả là 24 mũi móc kép và 24 chân móc. Mũi móc kép đầu tiên. Mũi móc kép thứ 2. Mũi móc kép thứ 3. Mũi móc kép thứ 4. Mũi thứ 5. Mũi móc kép thứ 6. Mũi móc kép thứ 7. Mũi móc kép thứ 8. Mũi thứ 9. Mũi móc kép thứ 10. Các bạn móc tiếp mũi móc kép thứ 11. Mũi thứ 12. Mũi móc kép thứ 13. Mũi móc kép thứ 14. Mũi móc kép thứ 15. Mũi móc kép thứ 16. Kế đến là mũi móc kép thứ 17. Mũi thứ 18. Mũi móc kép thứ 19. Mũi thứ 20. Mũi móc kép thứ 21.
Kế đến là mũi móc kép thứ 22. Mũi móc kép thứ 23. Sau cùng là mũi móc kép thứ 24. Như thế là chúng ta đã vừa có được cái ô móc thứ 3 của hàng thứ 2, cũng với tất cả là 24 mũi móc kép. Tiếp tục, các bạn móc tiếp ô móc thứ 4. Trước tiên cũng là 2 mũi móc kép. Mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ 2. Kế đến là 2 mũi bính. Sau đó là 2 mũi móc kép còn lại. Mũi móc kép thứ nhất, mũi móc kép thứ hai. Cũng tương tự như ô móc thứ hai và thứ ba, ở ô móc thứ tư chúng ta sẽ móc 24 mũi móc kép vào 24 chân móc. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi móc kép thứ ba, mũi thứ tư, mũi móc kép thứ năm, mũi móc kép thứ sáu, mũi móc kép thứ bảy, mũi móc kép thứ tám, mũi móc kép thứ 9, mũi móc kép thứ 10. Tiếp tục là mũi móc kép thứ 11, mũi thứ 12, mũi móc kép thứ 13, mũi móc kép thứ 14. Mũi móc kép thứ 15. Kế đến là mũi móc kép thứ 16. Mũi móc kép thứ 17. Mũi thứ 18. Tiếp tục là mũi móc kép thứ 19. Mũi móc kép thứ 20. Mũi móc kép thứ 21. Mũi móc kép thứ 22. Mũi thứ 23. Sau cùng là mũi móc kép thứ 24. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong cái ô móc thứ 4 của hàng móc thứ 2, cũng với là 24 mũi móc kép. Các bạn móc tiếp ô móc sau cùng, ô móc thứ 5 cho mình. Để bắt đầu ô móc thứ 5, chúng ta cũng móc trước tiên là 2 mũi móc kép. Mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ 2, tiếp tục là 2 mũi bính, sau đó là 2 mũi móc kép còn lại. Mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ 2, và ở cái ô móc sau cùng này, các bạn sẽ móc cho mình 12 mũi móc kép vào 12 chân móc. Mũi móc kép thứ nhất, tiếp tục là mũi móc kép thứ hai, mũi móc kép thứ ba,
Mũi móc kép thứ tư. Mũi móc kép thứ năm. Mũi móc kép thứ sáu. Mũi móc kép thứ bảy. Mũi móc kép thứ tám. Mũi móc kép thứ chín. Mũi móc kép thứ mười. Mũi móc kép thứ 11. Sau cùng là mũi móc kép thứ 12. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong ô móc sau cùng của hàng móc thứ 2 với tất cả là 12 mũi móc kép. Các bạn móc tiếp cho mình hàng móc thứ 3. Trước tiên, các bạn cũng móc lên 3 mũi bính. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba. Sau đó quay ngược cái dây móc lại. Ở hàng móc thứ ba, ô móc đầu tiên, chúng ta sẽ móc tất cả là 13 mũi móc kép và 13 chân móc. Mũi móc kép thứ nhất. Tiếp tục là mũi móc kép thứ hai. Kế đến là mũi móc kép thứ 3. Các bạn cũng sẽ móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 13 cho mình. Sau khi đã móc xong 13 mũi móc kép của cái ô móc đầu tiên, chúng ta sẽ móc tiếp 2 mũi móc kép vào kế bên. Mũi móc kép thứ nhất. Tiếp tục là mũi móc kép thứ hai. Kế đến là 2 mũi bính. Tiếp tục là 2 mũi móc kép còn lại. Mũi thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Tiếp tục ở ô móc thứ hai, chúng ta sẽ móc tất cả là 28 mũi móc kép vào 28 chân móc. Mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Mũi móc kép thứ ba. Các bạn cũng sẽ móc cho mình lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 28. Như thế là chúng ta đã vừa có được cái ô móc thứ 2 của hàng móc thứ 3 với tất cả là 28 mũi móc kép vào 28 chân móc. Các bạn móc tiếp ô móc thứ 3. Trước tiên cũng là 2 mũi móc kép vào đây. Mũi thứ nhất. Mũi móc kép thứ 2. Kế đến là 2 mũi bính. Tiếp tục là 2 mũi móc kép còn lại. Mũi thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Và ở cái ô móc thứ ba, chúng ta cũng móc tương tự như ô móc thứ hai. Tức là các bạn sẽ móc tất cả là 28 mũi móc kép vào 28 chân móc. Mũi thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Mũi móc kép thứ ba. Chúng ta cũng sẽ móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 28 cho mình. Như thế là chúng ta đã vừa có được cái ô thứ 3 của hàng móc thứ 3 với 28 mũi móc kép. Tiếp tục là ô móc thứ 4. Trước tiên cũng là 2 mũi móc kép. Mũi thứ nhất. Mũi móc kép thứ 2. Kế đến là 2 mũi bính.
Sau đó là hai mũi móc kép còn lại. Mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ hai. Cũng tương tự như ô móc thứ hai và thứ ba, ở ô móc thứ tư các bạn cũng sẽ móc cho mình tất cả là 28 mũi móc kép vào 28 chân móc. Mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ hai, mũi móc kép thứ ba, chúng ta cũng sẽ móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 28. Sau khi đã móc xong cái ô móc thứ tư với tất cả là 28 mũi móc kép, các bạn móc tiếp cho mình hai mũi móc kép vào kế bên. Mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ hai. Tiếp tục là hai bính. Sau đó là hai mũi móc kép còn lại. Mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ hai. Và ở ô móc sau cùng của hàng móc thứ ba, chúng ta móc tất cả là 14 mũi móc kép và 14 chân móc. Mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ hai, mũi móc kép thứ ba, mũi móc kép. Các bạn sẽ móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 14 cho mình. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong cái hàng móc thứ ba với cái ô móc sau cùng là 14 mũi móc kép giống như thế này. Các bạn móc tiếp hàng móc thứ tư. Để bắt đầu hàng móc thứ tư, trước tiên chúng ta cùng móc lên 3 mũi bính. Sau đó các bạn quay ngược lại. Lúc này chúng ta sẽ móc tất cả là 15 mũi móc kép và 15 chân móc ở cái ô móc đầu tiên. Mũi móc kép thứ nhất, mũi móc kép thứ hai, mũi móc kép thứ ba, chúng ta sẽ móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 15. Như thế là chúng ta đã vừa có được cái ô móc đầu tiên của hàng móc thứ tư với 15 mũi móc kép và 15 chân móc. Các bạn móc tiếp hai mũi móc kép vào kế bên. Mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ hai. Kế đến là hai mũi bính. Sau đó là hai mũi móc kép còn lại. Mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ hai. Ở cái ô móc thứ hai của hàng thứ tư, chúng ta sẽ móc tất cả là 32 mũi móc kép vào 32 chân móc. Các bạn móc mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ hai, mũi móc kép thứ ba. Chúng ta cũng sẽ móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 32 cho mình. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong cái ô móc thứ hai của hàng thứ tư với tất cả là 32 mũi móc kép. Tiếp tục ở ô móc thứ ba, các bạn cũng móc giống như ô móc thứ hai. Trước tiên là hai mũi móc kép vào đây. Mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ hai. Tiếp tục là hai mũi bính. Mũi bính thứ nhất, mũi bính thứ hai. Kế đến là hai mũi móc kép còn lại. Mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ hai. Và ở cái ô móc thứ ba này, chúng ta cũng sẽ móc tất cả là 32 mũi móc kép vào 32 chân móc. Các bạn móc mũi thứ nhất,
mũi móc kép thứ hai. Mũi móc kép thứ ba. Chúng ta cũng sẽ móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 32. Sau khi đã móc xong ô móc thứ 3 với 32 mũi móc kép, các bạn móc tiếp ô móc thứ 4. Trước tiên cũng là 2 mũi móc kép. Mũi thứ nhất. Mũi móc kép thứ 2. Kế đến là 2 mũi bính. Tiếp tục là 2 mũi móc kép còn lại. Mũi thứ nhất. Mũi móc kép thứ 2. Và ở cái ô móc thứ 4 này, chúng ta cũng sẽ móc tất cả là 32 mũi móc kép vào 32 chân móc. Các bạn móc mũi móc kép đầu tiên. Mũi móc kép thứ 2. Kế đến là mũi móc kép thứ 3. Chúng ta cũng sẽ móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 32 cho mình. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong ô móc thứ 4 với tất cả là 32 mũi móc kép. Các bạn móc tiếp ô móc thứ 5. Trước tiên cũng là 2 mũi móc kép. Mũi thứ nhất. Mũi móc kép thứ 2. Sau đó là 2 mũi bính. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, tiếp tục là 2 mũi móc kép còn lại. Mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ hai. Ở ô móc sau cùng của hàng móc thứ tư, chúng ta cũng sẽ móc tất cả là 16 mũi móc kép vào 16 chân móc. Các bạn móc mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ hai, mũi móc kép thứ 3. Chúng ta móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 16 cho mình. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong ô móc sau cùng của hàng thứ tư với tất cả là 16 mũi móc kép và 16 chân móc. Các bạn móc tiếp hàng móc thứ 5. Để bắt đầu hàng móc thứ 5, trước tiên cũng là 3 mũi bính. Sau đó quay ngược cái dây móc lại. Ở ô móc đầu tiên của hàng thứ 5, các bạn móc cho mình 17 mũi móc kép và 17 chân móc. Mũi móc kép thứ nhất. Tiếp tục là mũi móc kép thứ 2. Mũi móc kép thứ 3. Chúng ta cũng sẽ móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 17. Như thế là chúng ta đã vừa có được cái ô đầu tiên của hàng thứ 5 với tất cả là 17 mũi móc kép và 17 chân móc. Ở cái ô móc kế bên, ô móc thứ 2, chúng ta cũng móc trước tiên là 2 mũi móc kép. Mũi thứ nhất, mũi thứ 2. Sau đó là 2 mũi bính. Tiếp tục là 2 mũi móc kép còn lại. Mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ 2. Ở cái ô móc thứ 2 của hàng thứ 5, chúng ta sẽ móc tất cả là 36 mũi móc kép vào 36 chân móc. Các bạn móc cho mình mũi móc kép đầu tiên. Mũi móc kép thứ 2. Mũi móc kép thứ 3. Chúng ta cũng sẽ móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 36. Như thế là chúng ta đã vừa có được cái ô móc thứ 2 của hàng thứ 5 với tất cả là 36 mũi móc kép.
các bạn móc tiếp ô móc thứ ba cũng giống như ô móc thứ hai. Trước tiên là hai mũi móc kép, mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ hai, kế đến là hai mũi bính, sau đó là hai mũi móc kép còn lại, mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ hai. Cũng tương tự như ô móc thứ hai, ở ô móc thứ ba chúng ta sẽ móc tất cả là 36 mũi móc kép vào 36 chân móc. Mũi móc kép thứ nhất, mũi móc kép thứ hai, mũi móc kép thứ ba. Chúng ta cũng sẽ móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 36 cho mình. Như thế là chúng ta đã vừa có được ô móc thứ 3 với tất cả là 36 mũi móc kép. Các bạn móc tiếp ô móc thứ 4. Ở ô móc thứ 4, chúng ta cũng sẽ móc trước tiên là 2 mũi móc kép. Mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ 2. Kế đến cũng là 2 mũi bính, tiếp tục là hai mũi móc kép còn lại, mũi móc kép thứ nhất, mũi móc kép thứ hai. Cũng tương tự như ô móc thứ hai và ô móc thứ ba, ở ô móc thứ tư chúng ta sẽ móc tất cả là 36 mũi móc kép vào 36 chân móc. Mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ hai, mũi móc kép thứ ba. Các bạn móc lần lượt cho mình đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 36. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong ô móc thứ tư với 36 mũi móc kép. Các bạn móc tiếp ô móc thứ năm. Trước tiên cũng là hai mũi móc kép, mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ hai, kế đến là hai bính, sau đó là hai mũi kép còn lại, mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ hai. Và ở cái ô móc sau cùng của hàng thứ năm, chúng ta sẽ móc tất cả là 18 mũi móc kép và 18 chân móc. Mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ hai, mũi móc kép thứ ba. Các bạn móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 18 cho mình. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong cái ô móc sau cùng của hàng thứ 5 với tất cả là 18 mũi móc kép. Các bạn móc tiếp cho mình hàng móc thứ 6. Để bắt đầu hàng móc thứ 6, trước tiên chúng ta cùng móc lên 3 mũi bính. Sau đó quay ngược dây móc lại. Ở ô đầu tiên của hàng thứ 6, các bạn móc cho mình 19 mũi móc kép và 19 chân móc. Mũi móc kép thứ nhất, mũi móc kép thứ hai, mũi móc kép thứ ba. Chúng ta cũng móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 19 cho mình. Như thế là chúng ta đã vừa móc được cái ô móc đầu tiên của hàng thứ 6 với tất cả là 19 mũi móc kép và 19 chân móc. Từ ô móc thứ 2 trở đi, các bạn cũng móc lên kế bên 2 mũi móc kép. Mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ 2. Kế đến là 2 mũi bính. Tiếp tục là 2 mũi móc kép còn lại. Mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ hai.
Ở cái ô thứ hai của hàng thứ sáu, các bạn móc cho mình tất cả là 40 mũi móc kép vào 40 chân móc. Mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Mũi móc kép thứ ba. Chúng ta cũng sẽ móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 40. Như thế là chúng ta đã vừa có được cái ô thứ hai của hàng thứ sáu với 40 mũi móc kép. Ô thứ ba chúng ta cũng móc giống như ô móc thứ hai. Trước tiên là hai mũi móc kép vào đây. Mũi thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Kế đến là hai mũi bính. Sau đó là hai mũi móc kép còn lại. Mũi thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Và ở cái ô móc thứ ba của hàng thứ sáu, chúng ta cũng sẽ móc tất cả là 40 mũi móc kép vào 40 chân móc. Mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Mũi móc kép thứ ba. Các bạn cũng sẽ móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 40 cho mình. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong ô móc thứ 3 của hàng thứ 6 với 40 mũi móc kép. Tiếp tục là ô móc thứ 4, cũng tương tự như ô móc thứ 2 và ô móc thứ 3. Trước tiên là 2 mũi móc kép vào kế bên. Sau đó là 2 mũi bính. Tiếp tục là 2 mũi móc kép còn lại. Mũi thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Và ở đây chúng ta cũng sẽ móc tất cả là 40 mũi móc kép vào 40 chân móc. Mũi thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Mũi móc kép thứ ba. Các bạn cũng sẽ móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 40 cho mình. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong ô móc thứ 4 của hàng thứ 6 với tất cả là 40 mũi móc kép. Các bạn móc tiếp ô móc thứ 5. Trước tiên cũng là 2 mũi móc kép. Mũi thứ nhất. Mũi móc kép thứ 2. Kế đến là 2 mũi bính. Sau đó là hai mũi móc kép còn lại. Mũi thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Và ở cái ô móc sau cùng của hàng thứ sáu, chúng ta sẽ móc tất cả là 20 mũi móc kép vào 20 chân móc. Mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Mũi móc kép thứ ba. Các bạn sẽ móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 20 cho mình. Như thế là chúng ta đã vừa móc được câu móc sau cùng của hàng móc thứ 6 với tất cả là 20 mũi móc kép vào 20 chân móc. Các bạn móc tiếp cho mình hàng móc thứ 7. Trước tiên chúng ta cũng móc lên 3 mũi bính. Sau đó quay ngược cái dây móc lại. Ở ô đầu tiên của hàng móc thứ 7, chúng ta móc tất cả là 21 mũi móc kép vào 21 chân móc. Mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Mũi móc kép thứ ba. Chúng ta sẽ móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 21. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong cái ô móc đầu tiên của hàng thứ 7 với tất cả là 21 mũi móc kép. Từ ô móc thứ 2,
chúng ta cũng móc trước tiên là hai mũi móc kép vào đây. Mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ hai. Tiếp tục là hai mũi bính. Sau đó là hai mũi móc kép còn lại. Mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ hai. Ở cái ô móc thứ hai của hàng móc thứ bảy, chúng ta sẽ móc tất cả là 44 mũi móc kép và 44 chân móc. Mũi móc kép thứ nhất. Tiếp tục là mũi móc kép thứ hai. Mũi móc kép thứ ba. Chúng ta cũng sẽ móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 44 cho mình. Như thế là chúng ta đã vừa có được cái ô thứ hai của hàng thứ bảy với tất cả là 44 mũi móc kép. Ở cái ô thứ ba, các bạn cũng móc giống như ô móc thứ hai. Trước tiên là hai mũi móc kép vào đây. Mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ hai. Tiếp tục là hai mũi bính. Sau đó là hai mũi móc kép còn lại. Mũi thứ nhất. Kế đến là mũi móc kép thứ hai. Và ở cái ô móc thứ ba, chúng ta cũng móc tất cả là 44 mũi móc kép và 44 chân móc. Mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Mũi móc kép thứ ba. Các bạn cũng móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 44 cho mình. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong ô móc thứ ba của hàng thứ bảy với tất cả là 44 mũi móc kép. Các bạn móc tiếp ô móc thứ tư cũng tương tự như ô móc thứ hai và ô móc thứ ba. Trước tiên là hai mũi móc kép vào đây. Mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ hai. Kế đến là hai mũi bính. Sau đó là hai mũi móc kép còn lại. Mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Và ở cái ô móc thứ tư, chúng ta cũng móc tất cả là 44 mũi móc kép vào 44 chân móc. Mũi móc kép thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Mũi móc kép thứ ba. Chúng ta móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 44. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong cái ô móc thứ tư của hàng thứ bảy. Các bạn móc tiếp ô móc sau cùng, ô móc thứ năm. Trước tiên cũng là hai mũi móc kép. Mũi thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Kế đến là hai mũi bính. Sau đó là hai mũi móc kép còn lại. Mũi thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Và ở cái ô sau cùng của hàng móc thứ bảy, chúng ta móc tất cả là 22 mũi móc kép vào 22 chân móc. Mũi thứ nhất. Mũi móc kép thứ hai. Mũi móc kép thứ ba. Các bạn móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 22 cho mình. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong cơ móc sau cùng của hàng thứ bảy với tất cả là 22 mũi móc kép. Tiếp tục, các bạn móc tiếp cho mình hàng móc thứ 8. Trước tiên, chúng ta sẽ móc một mũi dời vào kế bên. Sau khi móc xong mũi dời,
Lúc này các bạn đã có cái áo, chúng ta đã có cái cổ hình vuông giống như thế này. Các bạn móc lên 3 mũi bính. Mũi bính thứ nhất, mũi bính thứ hai, mũi bính thứ ba. Tiếp tục, chúng ta sẽ móc tất cả là 23 mũi móc kép vào 23 chân móc cho mình. Mũi móc kép thứ nhất, mũi móc kép thứ hai, mũi móc kép thứ ba, chúng ta sẽ móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 23. Sau khi đã móc xong 23 mũi móc kép, lúc này các bạn sẽ móc cho mình chập đôi cái ô kế bên lại, móc một mũi móc kép, chúng ta đâm kim móc từ trên xuống phía dưới này, móc mũi móc kép thứ 24. Như thế là chúng ta đã có được một cái tay áo đầu tiên. Các bạn móc tiếp mũi móc kép thứ 25 vào kế bên. Tiếp tục mũi móc kép thứ 26. Mũi móc kép thứ 27. Chúng ta sẽ móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 72. Sau khi đã móc xong 72 mũi móc kép, lúc này chúng ta cũng chập đôi cái ô móc kế bên lại, móc mũi móc kép thứ 73. Các bạn móc xuống dưới này, mũi móc kép thứ 73. Như thế là chúng ta đã vừa có được cái tay áo thứ hai. Các bạn móc tiếp mũi móc kép thứ 74 vào kế bên. Mũi móc kép thứ 75. Mũi móc kép thứ 76. Chúng ta sẽ móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 95 cho mình. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 95 của hàng móc thứ 8. Tiếp tục, các bạn móc một mũi dời vào kế bên để kết thúc hàng móc thứ 8. Như thế là ở hàng móc thứ 8, chúng ta đã có được tất cả là 95 mũi móc kép. Tiếp tục, ở hàng móc thứ 9, các bạn cũng sẽ móc lên cho mình 3 mũi bính. Sau đó chúng ta cũng móc tất cả 95 mũi móc kép vào 95 chân móc. Mũi móc kép thứ nhất, mũi móc kép thứ hai, mũi móc kép thứ ba. Chúng ta móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 95 cho mình. Sau khi móc xong mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 95 của hàng móc thứ 9, chúng ta cũng móc một mũi dời vào kế bên để kết thúc cái hàng móc thứ 9. Các bạn móc tiếp cho mình hàng móc thứ 10. Ở hàng móc thứ 10, chúng ta sẽ lặp lại hàng móc thứ 9. Trước tiên cũng là 3 bính. Sau đó là 95 mũi móc kép vào 95 chân móc. Mũi móc kép thứ nhất, mũi móc kép thứ hai, mũi móc kép thứ ba. Chúng ta cũng móc lần lượt đến mũi móc kép sau cùng, mũi móc kép thứ 95. Sau khi móc xong 95 mũi móc kép của hàng móc thứ 10, các bạn sẽ móc một mũi dời vào kế bên để nối cái hàng móc thứ 10 lại. Lúc này chúng ta đã có được cái phần thân trên của cái váy. Các bạn móc tiếp cho mình cái phần thân dưới,